Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 362. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Chơn Ngộ. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 29 tháng 9 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở quyển kinh ra, bắt đầu xem từ câu thứ 7, văn trường hàn Atula Vương. Kiên cố hành diệu, trang nghiêm Atula Vương, đắc phổ tập bất khả hoại thiện căn, tịnh chư nhiễm trước giải thoát môn. Bồ Tát kiên cố hành diệu trang nghiêm, pháp môn tu học của Ngài đối với chúng ta ngày nay mà nói, nó rất quan trọng. Trong danh hiệu có kiên cố hành, chúng ta phải học tập như thế nào? Pháp môn tu học của Ngài là phổ tập bất khảo hoại thiện căn. Tịnh chư nhiễm trước, cái gì gọi là bất khả hoại thiện căn? Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta: vạn thiện thuận lý, phổ bất khả hoại, đã nói ra rồi. Lý là lý thể pháp tánh. Tất cả thiện tâm, thiện hành đều phải tương ứng với đức tánh. Như vậy mới kiên cố. Chính là thiện căn bất hoại. Ở chỗ này chúng ta phải lãnh hội một cách tỉ mỉ. Ngày nay thông thường chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả hành vi trái với lý, thuận theo sự, nếu như thuận theo người giác ngộ, việc làm của chư Phật Bồ Tát, điều này không cần bàn cãi. Thuận theo việc làm của phàm phu lục đạo, ở trong này sẽ có thiện có ác. Vậy chúng ta làm thế nào để phân biệt thiện ác? Tiêu chuẩn của thiện ác ở đâu? Chúng ta muốn đời sau không đọa vào tam đồ, đời sau không ở trong lục đạo luân hồi, những sự việc này nhất định phải hiểu một cách rõ ràng, một cách minh bạch.
mới có hy vọng. Những sự việc này không rõ ràng, không thấu hiểu, ở trong Phật pháp gọi là ngu si, là tà kiến. Bản thân rơi vào tà kiến, tuyệt đối không thừa nhận bản thân là tà kiến. Nếu thừa nhận bản thân là tà kiến, vậy là đã biết quay đầu rồi. Luôn cho rằng cách nghĩ, cách nhìn của mình là chính xác. Trong những buổi giảng, chúng tôi cũng nhiều lần nhắc đến nguồn gốc của chánh tà. Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị thử nghĩ xem, chúng ta có năng lực gì để đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước? Trong chấp trước, nghiêm trọng nhất là chấp ngã. Trong kiến tư phiền não, điều đầu tiên là thân kiến. Biên kiến, điều này rất phiền phức. Hai loại giới thủ kiến và kiến thủ kiến, người ta thường gọi là thành kiến. Thành kiến của người nào đó rất sâu. Giới thủ kiến là thành kiến trên nhân, kiến thủ kiến là thành kiến trên quả. Việc này rất phiền toái. Từng tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, trước khi phàm phu chưa giác ngộ, nói cách khác, không hiểu được cái gì gọi là đức tánh. Giai đoạn này thuận theo giáo huấn của bậc Thánh Hiền, chính là chánh tri chánh kiến. Những gì họ nói, những gì họ làm thuận theo lý. Cho nên chúng ta phải biết, chúng ta đoạn ác, lìa 10 điều ác. Đây là nói đến thập thiện nghiệp: không sát sanh, không trộm cướp, cho đến không tham, không sân, không si. Nó thuộc về tiêu cực, là cái thiện theo cách tiêu cực, lìa 10 điều ác. Cho nên Phật trong thập thiện nghiệp đạo dạy, sau thập thiện tiêu cực, ta nương theo thập thiện nghiệp tu lục độ, tu tứ vô lượng tâm, tu tứ nhiếp pháp, tu 37 phẩm trợ đạo thiện tích cực. Nó không phải là tiêu cực. Vạn thiện ở đây, gốc của vạn thiện là thập thiện. Lấy tâm của thập thiện, tu lục độ vạn hạnh, chính là vạn thiện. Tu thiện quan trọng là phải thuận lý,
chữ lý này thì khó, không dễ hiểu. Mặc dù khó, mặc dù không dễ hiểu, nhưng nó có nguyên tắc chung, có tổng tiền đề. Đó là cái gì? Là từ bi, là lợi ích cho tất cả chúng sanh, vĩnh viễn không thay đổi. Tâm yêu thương không điều kiện, giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi khổ nạn. Thoát khỏi khổ nạn cũng phải chú trọng về lý. Nếu chúng ta chấp trước sự mê mất lý, dù tâm tốt cũng làm việc xấu. Việc xấu này mặc dù không phải tội, nhưng là lỗi, nhẹ hơn tội một bậc. Làm thế nào có thể tránh khỏi lỗi lầm? Không thể. Không thân cận thiện tri thức, ngày nay đến chỗ nào tìm thiện tri thức? Thiện tri thức thật sự đều rất khiêm tốn, đều hạ mình mà kính trọng người. Mắt thường phàm phu chúng ta không nhận ra được. Người xưa dạy chúng ta, ngày nay chúng ta không nhận biết được thiện tri thức. Thực sự nói thiện tri thức không nhiều, rất khó gặp được. Chư Phật Bồ Tát, chư vị tổ sư đại đức ngày xưa, đó là chân thiện tri thức của chúng ta. Chúng ta có thể thân cận. Thân cận các ngài không còn nữa. Mặc dù người không còn, nhưng trước tác của họ vẫn lưu lại nhân gian. Chúng ta đọc nhiều, nghiên cứu, tìm hiểu, thường xuyên áp dụng những hiểu biết của quý vị vào trong đời sống thường ngày, quý vị sẽ được thân cận thiện tri thức. Làm đệ tử của đại đức xưa, làm đệ tử của Phật, thật sự chịu học, đó thật sự là đệ tử. Trong kinh Phật thường nói đệ tử số một, lời này không phải giả. Trong pháp thế gian, ngày xưa Mạnh Tử làm ra một tấm gương cho chúng ta thấy. Mạnh Tử học Khổng Tử, Khổng Tử không còn ở sống thế gian. Đọc sách của Khổng Tử, học cách làm người của Khổng Tử, đọc sách có chỗ nào không hiểu liền thỉnh giáo học trò của Khổng Tử. Mạnh Tử học thành công. Trong lịch sử Trung Hoa gọi Khổng Tử là Chí Thánh Tiên Sư, gọi Mạnh Tử là Á Thánh. Học rất giống. Đây đều là tìm bậc tiền bối làm thầy. Trong nhà Phật cũng có ví dụ điển hình. Đại sư Ngẫu Ích tự nhận Đại sư Liên Trì làm thầy. Khi đó Đại sư Liên Trì đã vãng sanh rồi.
Đại sư Ngẫu Ích chuyên đọc sách của Đại sư Liên Trì. Y theo giáo huấn của Đại sư Liên Trì mà tu hành. Nói cho quý vị đồng tu, cũng chỉ là thâm nhập một môn. Ngài không học xen tạp, Ngài không học nhiều, chỉ học với một vị thầy. Mạnh Tử chỉ học theo Khổng Tử. Đại sư Ngẫu Ích chỉ học theo Đại sư Liên Trì. Đều học thành công. Học quá nhiều, quá xen tạp thì không được, tuyệt đối không có thành tích tốt. Thật sự muốn có thành tích tốt, thành tựu xuất chúng, nhất định phải nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Như vậy mới có thể thành công. Ngày nay nếu quý vị thật sự phát tâm học Kinh Vô Lượng Thọ, chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ không nhiều. Đặc biệt là bản hồi tập, chú giải chỉ có một loại. Do cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải. Chúng ta có một tập ghi chép. Hai loại này có thể làm tài liệu tham khảo căn bản. Thâm nhập một môn. Sau khi đến một giai đoạn, đến lúc thuần thục, ta tham khảo những bản dịch khác nhau. Bản hội tập sẽ giúp cho quý vị khai ngộ. Cần phải thâm nhập sâu trong một cuốn. Sau đó là lý giải một cách triệt để. Tám cuốn còn lại quý vị có thể lý giải triệt để. Sau khi hiểu thẩm thấu, quý vị xem Ngũ Kinh Nhất Luận, quý vị xem Quán Kinh, Kinh Di Đà, Hạnh Nguyện Phẩm, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, Vãng Sanh Luận. Đối với tông phái này, quý vị sẽ thông đạt được. Sự thông đạt này không khó, thâm nhập sâu mới khó. Cho nên căn bản của dạy học quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Sau đó tư tưởng, kiến giải, lời nói việc làm của quý vị chẳng những điều thiện mà còn có thể thuận lý. Thuận lý thì không thể hoại. Chẳng những nhân hành của quý vị không thể hoại, mà quả đức của quý vị cũng không thể hoại. Như Đức Phật từng nói trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, những phước tuệ quý vị đạt được không thể tổn hoại nó. Tại sao không thể hoại? Vì thuận lý, xứng tánh. Phàm thứ gì xứng tánh thuận lý tuyệt đối không thể hoại. Đạo lý ở chỗ này. Tư giải thoát xứ, hà nhiễm bất vong.
từ chỗ này chứng được giải thoát. Hà nhiễm là chỉ cho kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Ngày nay chúng ta nói vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vong là diệt. Những phiền não này vĩnh viễn được đoạn diệt. Thật sự nói là chuyển phiền não thành bồ đề. Vô lượng vô biên phiền não đều chuyển biến thành trí tuệ, chuyển biến thành tứ trí, đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí, đều chuyển được. Công quy chánh giác, câu này rất quan trọng. Công lao này, công lao này không có gì thù thắng bằng. Bởi vì quý vị đã siêu phàm nhập thánh, chuyển mê thành ngộ, siêu phàm nhập thánh. Công lao này quy về ai? Quy về chánh giác. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hiện nay chúng ta có giác, nhưng không phải là chánh. Tại sao không chánh? Do có xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước nên giác không chánh. Cách dạy học của Phật giáo và Nho giáo thật sự gọi là chủ trương hoàn toàn giống nhau. Nhà Nho nói chánh tâm, Phật pháp nói chánh giác. Nguồn gốc của chánh giác là gì? Là chân thành. Chánh tâm của nhà Nho ở thành ý. Sau khi ý thành, tâm sẽ chánh. Sau khi tâm chánh sẽ tu thân. Tu thân chính là vạn sự thuận lợi. Căn bệnh lớn của chúng ta ngày nay chính là không có thành ý. Nói cách khác, thường không tránh khỏi dối mình gạt người, là không có hiện tượng thành ý. Tự thân cũng biết, nhưng sửa không được. Tại sao không thể sửa đổi? Người xưa nói rất hay. Quý vị không làm được công phu cách vật chí tri. Ý này của quý vị làm sao thành được? Ý của quý vị là ý nhiễm ô. Vô lượng kiếp đến nay đã bị nhiễm ô.
Chư Phật Bồ Tát là ý thanh tịnh. Như chúng ta thường nói, chư Phật Bồ Tát là tâm thanh tịnh. Tâm của chúng ta là tâm nhiễm trước, không giống nhau. Tu hành trú trọng tu từ căn bản. Ở chỗ này nói đến căn bản. Căn bản ở cách vật chí tri. Chí tri là cầu học. Chúng ta không chịu học. Cách vật là đoạn phiền não, đoạn tập khí. Chúng ta không hạ công phu từ chỗ này. Tập khí nhiễm trước của chúng ta rất nghiêm trọng, phải khắc phục căn bệnh này của bản thân, nhất định phải hạ công phu. Bên trong công phu này, điều kiện quan trọng nhất là phải nhẫn nại. Trong kinh Kim Cang Phật nói, tất cả pháp được thành là ở nhẫn. Chúng ta nhìn thấy bên trong cảnh duyên, thuận theo tâm ý bản thân, không sanh tham ái. Tâm tham ái khởi lên, quý vị phải nhẫn. Quý vị không nhẫn thì không được. Nhìn thấy việc không như ý muốn, quý vị liền sanh sân hận, quý vị cũng phải nhẫn. Thật sự có thể nhẫn mới có thể không khởi tâm tham, không khởi tâm sân, vĩnh viễn giữ vững tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng đối đãi vạn sự vạn vật. Nhẫn nhục là một phương pháp rất quan trọng. Bố thí dạy quý vị phải buông xả. Có thể buông xả được hay không, quan trọng là ở nhẫn. Quý vị có thể nhẫn, quý vị mới buông xả được. Điều quan trọng nhất của hàng sơ học chúng ta chính là buông bỏ thành kiến của bản thân, buông bỏ tập khí phiền não của bản thân, nhất định không được thuận theo nó. Đây là nhẫn nhục. Trái lại, thuận theo giáo huấn của Phật Bồ Tát cũng cần có nhẫn nại rất lớn. Nghiêm túc nỗ lực thực hành. Ở trong này được định, được trí tuệ. Khai trí tuệ, đó chính là chánh giác. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương có nói một câu. Chúng ta biết ở phần trước Đại sư từng nói, vạn thiện thuận lý. Lý này không phải lý bình thường, mà là lý tánh. Cũng chính là minh tâm kiến tánh.
là địa vị gì? Chẳng phải rất rõ ràng đó sao? Địa vị viên giáo sơ trụ trở lên, pháp thân Bồ Tát, vạn thiện thuận lý, phổ bất khả hoại. Phổ là phổ biến, nghĩa là tất cả không thể hoại. Đây không phải cảnh giới bình thường. Chúng ta cần phải học tập ở chỗ này, cố kệ vân Phật lực. Trong phần kệ tụng, bài kệ thứ 7 nói: Phật lực năng sanh phổ linh tịnh. Đại sư Thanh Lương dẫn ra một câu: Phật lực này là Phật lực gia trì. Bản thân có chánh giác, nghĩa là có cảm, Phật liền có ứng. Cảm ứng đạo giao, như thị tu giả kiên cố diệu nghiêm. Kiên nghĩa là không thể hoại, vạn thiện thuận lý chính là diệu nghiêm, diệu trang nghiêm. Ngày nay việc tu học đối với chúng ta rất quan trọng. Mời xem câu tiếp theo, câu thứ 8: Quảng đại nhân tuệ Atula Vương, đắc đại bi lực vô nghi hoặc chủ giải thoát môn. Trong này Đại sư Thanh Lương đưa ra cho chúng ta thấy bi dụng trí cố, phổ linh vô nghi, chủ tư sự giả, quảng đại nhân tuệ. Pháp môn tu học của Bồ Tát, chúng ta phải thể hội một cách tỉ mỉ. Đại bi lực, Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta, từ bi với trí tuệ không thể tách rời. Có từ bi không có trí tuệ. Trong Phật môn chúng ta thường nói từ bi đa họa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Đây là câu mà tứ chúng đệ tử chúng ta thường nghe. Thế nhưng nhà Phật thường dạy chúng ta từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Chư Phật Như Lai độ mình, độ người không lìa từ bi và trí tuệ. Cho nên từ bi và phương tiện đều nhờ trí tuệ mới có thể trở thành đức hạnh. Nếu như không có trí tuệ, thuận theo tập khí phiền não của bản thân, từ bi với phương tiện đều trở thành tai hại.
Những sự việc này chúng ta để ý sẽ thấy thường xuyên xuất hiện bên cạnh chúng ta. Có thể bản thân chúng ta đều phạm phải, thực sự do sơ ý, bản thân không thể nhận biết. Giúp người tạo tội nghiệp vẫn cho rằng bản thân mình là từ bi, là phương tiện. Đây chính là sự ngu si của chúng ta, là tà kiến của chúng ta. Là việc sai lầm vẫn không chịu thừa nhận. Vì sao vậy? Vì vấn đề thể diện, vĩnh viễn không thể sửa đổi được. Lỗi lầm này tích lũy sẽ biến thành đại ác, biến thành tội nặng, bất thông sám hối. Sự việc như vậy thật sự quá nhiều. Chúng ta nhìn người khác rồi nghĩ lại bản thân. Vấn đề này nếu không thể giải quyết, nhất định sẽ chướng ngại trong đời này vãng sanh tịnh độ. Từ đó có thể biết, không sám hối tuyệt đối không được. Sám hối không phải việc mất mặt. Người xưa thường nói, người không phải thánh, ai chẳng phạm lỗi. Phạm rồi biết sửa, còn gì quý hơn? Một người có thể hối lỗi, sửa lỗi, chư Phật Bồ Tát tán thán. Đại chúng trong xã hội tôn kính. Có lỗi nhưng không chịu thừa nhận, không biết hối cải, chư Phật Bồ Tát lắc đầu. Khi biết được đại chúng trong xã hội sẽ xa lánh họ. Lợi và hại ở chỗ này nhất định phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Sau đó mới có thể phát tâm dũng mãnh sửa chữa lỗi lầm. Bồ Tát đắc pháp đại bi lực vô nghi hoặc, không nghi hoặc là trí tuệ. Trí có thể giúp đỡ chúng ta đoạn nghi sanh tính. Đại bi lực biểu hiện ở sự tướng, quảng độ chúng sanh. Từ bi cứu tế, bên trong từ bi cứu tế nhất định phải có trí tuệ. Ngày nay người thế gian làm công việc cứu tế rất nhiều. Chúng tôi cũng từng nghe có vài người nói họ làm không đúng pháp. Tại sao không đúng pháp? Do không có trí tuệ. Dùng cảm tình làm việc, tệ hại vô cùng.
Chúng ta muốn hỏi sự việc này nên làm hay không? Vẫn phải làm. Mọi người nhất định phải hiểu rõ, thế gian này muốn làm một việc mười phân vẹn mười, hoàn toàn không có những việc tệ hại, thì Phật cũng không làm được. Phật không phải không làm được, Phật biết được người thế gian, chúng sanh lục đạo nhất định làm không được, cho nên Ngài mới thị hiện làm không được. Chúng ta phải hiểu ý của Phật. Khi Đức Phật còn tại thế, bên ngoài tăng đoàn có lục sư ngoại đạo, bản thân tăng đoàn có lục quần tỳ kheo. Những người này cố tình gây sự ở trong đoàn thể. Trên thực tế, lục sư ngoại đạo với lục quần tỳ kheo, trong Kinh Đại Thừa Phật nói với chúng ta, họ là Phật Bồ Tát tái sanh. Giống như diễn kịch, vai diễn phản diện. Họ thật sự không phải phản diện, họ đóng vai phản diện để phàm phu chúng ta giác ngộ. Giác ngộ được phàm sự việc gì cũng không thể mười phân vẹn mười. Rõ ràng biết bên trong có tiêu cực vẫn phải làm. Ví như nói cứu tế, có rất nhiều người nói chúng ta đem số tiền này đi cứu tế, kết quả đều bị những người cứu tế ăn bớt. Đây là việc khó tránh, nhưng họ không thể ăn bớt hết số tiền cứu tế, họ luôn dành một phần đi cứu tế. Quý vị nghe xong bèn nói, được rồi, chúng ta sẽ không cứu tế nữa. Quý vị đành nhìn những người kia chết đói sao? Đây là sai lầm. Không thể vì có tiêu cực mà chúng ta không làm. Chúng ta cần phải nghĩ ra phương pháp để tránh việc tiêu cực. Giảm mức độ tiêu cực xuống, không thể không làm. Không làm thì đúng như lời người xưa nói, do việc nhỏ mà hỏng việc lớn. Đây là sai lầm rất lớn. Người thế gian, tại gia xuất gia, tham sân si đều chưa đoạn. Thấy tiền tài khởi tâm tham, người xuất gia không phải không có. Pháp sư Đàm Thiền ở Singapore chính là một tấm gương rất tốt. Một đời bản thân pháp sư tu hành khổ hạnh, ở miếu Thành Hoàng bán nhang, bán đèn cầy, bán tiền giấy. Một đồng hai đồng ở đây tích góp, tích góp được một số tiền rồi gửi đến đại lục, giúp đại lục sửa chữa lại tự viện. Tôi nghe nói chùa Tây Thiền ở Phúc Kiến, pháp sư quyên góp hơn 100 vạn đô la. Năm xưa ở Mỹ, liên xã của đại học San Francisco khi mới mua cái cơ sở đó, lúc đó là 70 vạn đô la Mỹ. Pháp sư Đàm Thiền quyên góp 40 vạn. Số tiền pháp sư đưa ra quyên góp cũng không hỏi thêm gì về công dụng của nó, nói rất rõ ràng, tôi quyên góp cho quý vị, nhân quả bản thân quý vị chịu trách nhiệm. Chỉ nói một câu như vậy, tiền của tôi giao cho quý vị, nhân quả quý vị đảm nhận. Thái độ này rất đúng.
mỗi người đều có nhân quả riêng, không cần sợ người ta ở trong đó lợi dụng, chúng ta sẽ không làm được việc tốt. Như vậy là sai lầm, đoạn tuyệt duyên tu phước của chính mình. Cho nên người chịu tu phước vĩnh viễn có phước. Ví như quý vị lấy 100 vạn đi làm việc tốt, nếu như trong đó thật sự có người ở trong bản thân họ tham nhũng, tham ô, dùng mất 10 mấy vạn, vẫn còn một số tiền họ đem đi làm việc tốt, quý vị vẫn có được phước báo. Những người tham ô dùng số tiền của quý vị, họ mắc nợ, tương lai họ vẫn phải hoàn trả cho quý vị. Miếng ăn thức uống không gì chẳng do tiền định, quý vị bố thí sẽ không phải chịu thiệt. Một bên này tu phước tương lai có báo ân, bên kia vẫn có một đống phải trả. Quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật này, quý vị sẽ an tâm mà làm, không còn phải do dự. Thọ ân nhất định phải báo ân, thiếu nợ nhất định phải trả nợ, còn gì mà phải lo lắng chứ. Chỉ cần hỏi sự việc này chúng ta nên làm hay không, không cần sợ bên trong có vài việc tiêu cực, không phải sợ điều này. Hiểu rõ lý, hiểu rõ chân tướng sự thật, nhân quả thông ba đời. Công việc từ bi cứu tế mới có thể làm được viên mãn. Từ đó có thể biết, thật sự muốn làm công việc từ bi cứu tế, không thể không nghe pháp. Thâm nhập kinh tạng, thâm giải nghĩa lý, là bài học căn bản của việc tu đại bi cứu thế. Mới thật sự có thể làm được như pháp, như lý, như pháp. Mới có thể đạt được công đức lợi ích chân thật. Danh hiệu của Bồ Tát là Quảng Đại Nhân Tuệ. Danh hiệu này gợi mở cho chúng ta rất nhiều. Đại sư Thanh Lương chú giải rất hay: chủ tư sự giả Quảng Đại Nhân Tuệ. Người này chủ trì công việc từ bi cứu thế, họ nhất định có đầy đủ nhân tuệ rộng lớn. Nhân rộng lớn chính là đại từ đại bi. Áp dụng trong sự tướng chính là tứ nhiếp lục độ. Sau cùng của lục độ là Bát Nhã Ba La Mật, đó là tuệ. Không có tuệ, việc ở phía trước đều biến thành phước báo. Biến thành phước báo hữu lậu thế gian. Nếu như bên trong có trí tuệ, phước báo sẽ biến thành phước đức,
trí tuệ không nhiều, có một chút trí tuệ. Nếu bên trong có đại trí tuệ, phước đức sẽ biến thành công đức. Công đức thì có thể thoát ly sanh tử, ra khỏi lục đạo, có thể thành Phật đạo. Do đó chúng ta có thể lãnh hội được chư Phật Bồ Tát thị hiện, thị hiện rõ ràng nhất, thị hiện nhiều nhất là dạy học. Từ đó có thể biết căn bản của từ bi cứu thế vẫn ở việc giáo dục, dạy người chuyển ác thành thiện, được phước báo. Được phước báo trời người, giúp quý vị chuyển mê thành ngộ, phước báo chuyển thành công đức. Vừa khai ngộ bèn là công đức. Quả báo là siêu phàm nhập thánh. Đây gọi là cứu tế chân thật. Nếu không cứu quý vị ra khỏi lục đạo, sự cứu tế này không rốt ráo. Giúp quý vị thoát khỏi lục đạo luân hồi mới thật sự là cứu tế. Nỗi khổ của lục đạo luân hồi quý vị đã vĩnh viễn thoát khỏi. Lại trở về trong lục đạo, đó là lèo lái thuyền từ, phổ độ chúng sanh. Đó là thừa nguyện tái sanh, không phải do nghiệp lực đến đầu thai. Tùy có các loại khổ hạnh, nhưng là thị hiện, biểu diễn, không phải là thật sự thọ khổ. Trong tứ thánh pháp giới, khổ lạc ưu hỷ xả đều không còn nữa. Khổ lạc ưu hỷ xả là năm loại thọ đều không có nữa. Cho nên những bậc thánh từ quả vị A-la-hán trở lên đến trong lục đạo để hóa độ chúng sanh đều là thừa nguyện tái sanh. Phàm phu chúng ta nhìn thấy họ có khổ lạc ưu hỷ xả thọ, trên thực tế không có. Họ giống như diễn kịch, biểu diễn trên sân khấu, không phải thật. Không như phàm phu chúng ta thật sự có khổ lạc ưu hỷ xả. Bên ngoài họ có, nhưng trong tâm thanh tịnh không nhiễm bụi trần. Khổ lạc ưu hỷ xả của chúng ta là trong ngoài đều có. Các ngài bên ngoài ngụy trang có, trên thực tế không có. Các loại biểu diễn đều là phương pháp độ chúng sanh. Trong Phật pháp gọi là phương tiện thiện xảo. Không phải thật sự có khổ lạc ưu hỷ xả thọ. Nếu như chúng ta thấy A-la-hán vẫn có năm loại thọ, vậy quý vị hoàn toàn hiểu sai. Nếu họ có năm loại thọ, họ là phàm phu, là phàm phu trong lục đạo, không thoát khỏi lục đạo. Ra khỏi lục đạo, năm loại thọ này đều không có nữa. Cấp bậc cao nhất trong năm loại thọ này là xả thọ. Xả điều gì? Bên trong xả ưu hỷ, bên ngoài
khổ lạc đều xả. Thân có khổ lạc thọ, tâm có ưu hỷ thọ, đây là phàm phu. Trong ngoài đều xả, gọi là xả thọ. Tại sao không gọi là thiền định? Vì không ra khỏi tam giới. Nó là công năng định chế ngự. Trong quả trời, trời tứ thiên với trời tứ không đều trụ ở xả thọ. Họ sẽ thối chuyển, họ sẽ đọa lạc. Nếu như họ không thối chuyển, vậy sẽ siêu thoát lục đạo. Tứ thiền bát định đều thuộc về xả thọ. Cảnh giới xả thọ với cảnh giới thiền định giống nhau, nghĩa là không thể bền vững. Phật nói với chúng ta, cao nhất của trời tứ không là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, thọ mạng 80,000 đại kiếp. Nói cách khác, họ trú xả thọ 80,000 đại kiếp. 80,000 đại kiếp chúng ta nghe đến là con số thiên văn, thời gian rất dài. Nhưng so với thời gian không gian vô hạn, 80,000 đại kiếp chỉ là một thời gian rất nhỏ rất ngắn, không phải thời gian dài. Đây chính là nói sanh đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng cũng không phải cứu cánh. Thời gian hết rồi, công phu của họ sẽ biến mất. Sau khi biến mất, phiền não lại hiện hành, vẫn bị đọa lạc. Đến định thứ 8 thì không tồi. Cho nên trong hội Lăng Nghiêm, Phật khuyến khích những người đó vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa, tiến lên một bước, đạt đến định thứ 9. Định thứ 9 sẽ thoát khỏi tam giới. Thiền định mà A-la-hán chứng đắc gọi là định thứ 9. Trong Lăng Nghiêm nói cửu thứ đệ định, A-la-hán và Bích Chi Phật chứng được vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi, không còn thối chuyển đến lục đạo luân hồi. Công phu này tương đối không dễ dàng. Không cần nói cửu định, bát định, nói thật lòng, ngay cả sơ thiền, sơ định chúng ta cũng không đạt được. Điều này rất hiện thực. Bản thân quý vị tu thử xem, suy nghĩ một cách tỉ mỉ, trong tâm quý vị có ưu hỷ hay không? Thân của quý vị có khổ lạc hay không? Thân vẫn có khổ lạc, tâm vẫn có ưu hỷ. Không ở sơ thiền mà ở cõi dục. Cho dù quý vị có cao minh cũng chỉ là người của trời cõi dục. Quý vị không đến được trời sơ thiền. Sau đó mọi người mới hiểu được chỗ khó của tu thiền định. Thiền tông không dễ dàng. Năm xưa Pháp Sư Đàm Hư thường nói, trong một đời Ngài thấy qua rất nhiều người tu thiền định, nhưng chưa từng thấy người khai ngộ. Trong một đời cũng chưa nghe nói có ai khai ngộ. Trong thiền tông phải khai ngộ mới được, mới thoát khỏi sanh tử, ra khỏi tam giới. Nếu không khai ngộ, họ đắc định. Đắc định
quả báo của họ chính là ở trời tứ thiện, trời tứ không. Nói cách khác, không khai ngộ không thể ra khỏi tam giới. Đây thật sự là khó. Thời cận đại, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, thời đại ngày nay của chúng ta, bao gồm cả sau này, nếu muốn giải thoát từ trong thiền tông, mật tông, e rằng không ai có thể làm được. Đây là lời nói khách quan. Bản thân ông từng tham thiền với Hòa Thượng Hư Vân. Học qua mật tông với Cống Cát. Ông là Kim Cang Thượng Sư trong mật tông. Hai loại pháp này đều tu, không thể thành tựu. Cho nên ông vẫn y theo thầy của ông, theo phương pháp niệm Phật của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, trì niệm danh hiệu Phật. Cuối đời mỗi ngày ông niệm mười mấy vạn danh hiệu Phật. Buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, ông niệm Phật được vãng sanh. Đây là con đường tương đối ổn định. Ông cũng biểu diễn cho chúng ta thấy, từ trong thiền tông, mật tông quay đầu, quyết một lòng niệm Phật. Chú giải Kinh Vô Lượng Thọ là cư sĩ Hạ phó chúc cho ông. Đây gọi là tôn sư trọng đạo, không cô phụ giáo huấn của thầy tổ, hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, ông toàn tâm toàn lực niệm Phật. Niệm Phật rồi đi. Đây thật sự gọi là báo ân sư, hiếu kính tôn sư. Từ chỗ này thấy được. Ở chỗ này, mặc dù ngôn ngữ của Đại sư Thanh Lương không nhiều, nhưng chúng ta phải thể hội được thâm ý, tinh nghĩa của Đại sư ở đây. Đặc biệt nói đến chủ tư sự giả. Vị Bồ Tát này tu công đức cứu tế mà chứng quả. Quảng Đại Nhân Tuệ Atula Vương, Bồ Tát Quảng Đại Nhân Tuệ, ngài tu pháp môn này. Pháp môn nào cũng có thể tu hành chứng quả. Bây giờ chúng ta hiểu được, không chấp trước nữa. Pháp môn nào cũng tốt, pháp môn nào cũng thành vô thượng đạo. Chủ tư sự giả phải có trí tuệ. Nếu người chủ trì không có trí tuệ, người làm việc phía dưới càng không có trí tuệ. Người chủ trì có trí tuệ,
nhất định hướng dẫn tất cả người làm đều có trí tuệ. Điều này có nghĩa là gì? Mọi người thử nghĩ xem, dùng lời ngày nay mà nói, mở ra lớp bồi dưỡng, những công thương nghiệp trong xã hội ngày nay, công ty nào lớn, đặc biệt là công ty xuyên quốc gia, tập đoàn lớn, bộ phận làm việc của họ bình thường nói cán bộ làm việc từ cấp bậc trưởng qua trở lên mỗi năm đều bồi dưỡng. Trước đây chúng tôi ở Mỹ thường nghe trong các vị đồng tu, hai tuần không nhìn thấy họ, họ đi đâu rồi? Đi bồi dưỡng. Công ty cử họ đi bồi dưỡng. Quay trở lại, chúng ta thấy Phật giáo hoặc các tôn giáo khác, rất nhiều đoàn thể từ thiện làm những việc tiêu cực rất nhiều. Nguyên nhân ở đâu? Cán bộ làm những công việc này không được bồi dưỡng. Điều quan trọng nhất bên trong bồi dưỡng chính là bồi dưỡng đạo tâm của họ. Phải để họ hiểu thấu được đạo lý và sự thật của nhân quả. Họ có nhận thức này, làm việc cứu tế sẽ là một cách nghiêm túc, thật sự có thể xả mình vì người, không dám có một chút ý đồ tham lợi từ trong đó. Bởi vì mưu tham lợi ích này, quả báo thật đáng sợ. Khi tôi mới học Phật, cư sĩ Chu Kính Trụ kể với tôi một câu chuyện. Thời đó tôi còn rất trẻ, tôi mới 20 mấy tuổi, ông đã 70 tuổi, thường xuyên kể chuyện cho tôi nghe, đều là chuyện có thật. Câu chuyện này dường như có viết trong tác phẩm của ông. Ông có một cuốn Bát Đại Nhân Giác Kinh Giảng Ký, hình như có viết ở trong đó. Ông viết rất nhiều sách. Ông nói đầu năm Dân Quốc, vùng đất mà đế quốc chiếm cứ ở Thượng Hải lúc đó rất nhiều, đều là nơi chiếm lĩnh của người nước ngoài. Trong đó có một người cũng là người giàu có, làm quan lớn dưới triều nhà Thanh. Ở trong khu vực này, ông có 4 người vợ, là 4 người vợ cộng thêm người vợ đầu tiên, 5 người vợ. Sau khi Triều Thanh diệt vong, ông ở đây niệm Phật, làm những việc từ thiện. Mọi người đều gọi ông là thiện nhân, đại thiện nhân. Qua vài năm sau ông mất. Sau khi mất, 4 người vợ rất thương nhớ ông, đi tìm người có khả năng kết nối với cõi âm, hy vọng hỏi thăm tình trạng của ông. Đúng lúc này có một người Pháp có khả năng kết nối với cõi âm, thông niệm,
Ông ta có thể tìm người đã mất trở về, có thể nói chuyện với những người thân trong gia đình, nghĩa là có thể tìm người đó trở về, nhập vào thân người khác để nói chuyện. Ông ta có năng lực này. Năm đó ở Thượng Hải có rất nhiều người tìm đến người Pháp này. Người vợ nghe nói cũng tìm đến ông ta. Sau khi tìm đến ông ta, lúc đó phải tốn rất nhiều tiền, người bình thường mời không được. Hình như một lần mời, thời gian đó cần dùng tiền vàng, 10.000 tiền vàng. Đó là con số rất lớn. Nhà bà có của cải, số tiền này đối với bà vẫn có thể đưa ra được. Tiền giao xong, 3 ngày sau khi giao tiền cũng không có tin tức. Người vợ liền tìm đến ông. Ông lừa gạt tôi phải không? Người Pháp đó nói, tôi tuyệt đối không gạt bà. Tôi thực sự có đi tìm, nhưng tìm 3 ngày vẫn không tìm thấy. Sau đó ông liền nói, trong bạn bè người thân của bà, nếu có người đã mất, tôi tìm một người cho bà thấy để chứng minh tôi không gạt bà. Tôi chỉ nhận phí một nửa. Đúng lúc người con trai lớn trong nhà họ mới mất không lâu, người con dâu lớn liền nói, được, vậy ông thử tìm người chồng của tôi trả ông một nửa số tiền. Chưa đến mấy tiếng đồng hồ, tìm được rồi. Người chồng nhập vào thân người khác, nghe giọng nói thật sự là người con trai lớn của họ, một chút cũng không sai. Hỏi tình hình sau khi chết của người con trai. Người con trai nói chuyện với người nhà xong, sau đó họ hỏi người con trai, cha của con bây giờ ở đâu, tại sao tìm không thấy? Người con trai nói, cha đọa vào địa ngục rồi. Người trong nhà rất kinh ngạc. Ông ta một đời làm việc thiện, tích đức, đều làm việc tốt, ngày ngày tụng kinh lễ Phật, làm sao có thể đọa địa ngục chứ? Người con trai lớn nói, cuối thời Tiền Thanh, phương Bắc có thiên tai, triều đình cử ông đi cứu tế. Ông ta lấy số tiền đi cứu nạn, bản thân chiếm dụng một phần lớn, cho nên người dân bị nạn không nhận được số tiền cứu tế, người chết rất nhiều. Do nguyên nhân này mà đọa vào địa ngục. Ông ta nói, bây giờ ở Thượng Hải, bạn cũ của ông vẫn còn có vài người biết được sự việc này. Thế là người vợ liền tìm đến bạn cũ của chồng. Vài người bạn cũ nói, ông đảm nhận qua chức Khâm Sai Đại Thần, có tham gia cứu trợ thiên tai, nhưng rốt cuộc ông có ăn bớt số tiền cứu trợ đó hay không, điều này không biết được. Vậy thì đã rõ ràng rồi. Trong tâm ông có ý đồ, ông ăn bớt những số tiền đó, mặc dù đời sau làm việc tốt bố thí, sửa cầu đắp đường, ngày ngày tụng kinh lạy Phật, vẫn không trả hết tội, vẫn phải đọa vào địa ngục. Cho nên người Pháp này, bản lĩnh của ông ta không tìm được ở đường ngạ quỷ, đường địa ngục ông ta cũng không cách nào tìm được. Điều này rất giống trong kinh Địa Tạng của chúng ta nói. Trong kinh Địa Tạng nói, địa ngục chỉ có 2 loại người có thể vào. Một là Bồ Tát đến địa ngục độ chúng sanh. 2 là có tội nghiệp trong địa ngục. Trừ 2 loại người này ra, tuyệt đối không nhìn thấy địa ngục. Cho nên người Pháp này nhìn không thấy địa ngục, tìm không được. Một đời cư sĩ Chu, chính bản thân ông gặp được những sự việc này rất nhiều. Lúc đó ông nói với chúng tôi, nghiệp nhân quả báo là chân thật, tuyệt đối không phải hư vọng. Chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật, khởi tâm động niệm, bản thân
cần biết có chừng mực. Không nên cho rằng khởi niệm ác không có tội. Vậy quý vị hoàn toàn sai lầm. Sự kết tội bên trong Đại Tiểu Thừa, kinh điển nói một cách rõ ràng. Tiểu Thừa luận sự không luận tâm. Người tu Tiểu Thừa khởi tâm động niệm, đó là gì? Ý niệm khởi tâm động niệm làm ác, họ không phạm giới, không phải không có tội. Họ vẫn có tội, nhưng không tính là phạm giới. Trong Pháp Đại Thừa, khởi tâm động niệm là phạm giới, có tội lại phạm giới. Tuyệt đối không phải nói Tiểu Thừa luận sự không luận tâm, trong tâm khởi tâm động niệm làm ác thì không sao. Vậy quý vị hoàn toàn nghĩ sai lầm. Khởi niệm ác không tính phạm giới, thế nhưng có tội. Trong Đại Thừa, khởi niệm ác chẳng những có tội mà còn phá giới. Tu hành, đại đức xưa thường dạy chúng ta tu từ căn gốc. Căn gốc chính là khởi tâm động niệm. Chúng ta quay đầu, phải quay đầu từ chỗ khởi tâm động niệm. Trong một đời này, cần phải sửa đổi bản thân thành người thuần thiện. Giống như trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Phật từng nói, ngày đêm thường niệm thiện pháp. Chúng ta nhớ nghĩ giáo huấn trong kinh điển thiện pháp, cho nên kinh nhất định phải đọc thuộc. Tốt nhất là học thuộc lòng. Không có việc gì thì học thuộc kinh điển. Học thuộc kinh chính là thường nghĩ đến thiện pháp, tư duy thiện pháp. Nghiên cứu thảo luận là tư duy thiện pháp. Áp dụng trong đời sống thường ngày là quán sát thiện pháp. Cần phải niệm, phải để mỗi niệm thiện pháp tăng trưởng. Phía sau Phật còn dặn dò một cách trịnh trọng, không còn xen tạp những điều bất thiện. Đây mới thật sự là dừng ở chí thiện. Đây là con đường lớn của Phật Bồ Tát. Chúng ta vì sao không đi con đường lớn này? Vì sao đi con đường nhỏ hẹp của yêu ma quỷ quái? Chúng ta có thể tuân thủ giáo huấn của Đức Phật, không những bước ra khỏi lục đạo mà còn ra khỏi mười pháp giới. Bản thân cần nhận thức rõ ràng, phải nghiêm túc nỗ lực để làm. Cách nhìn của người khác như thế nào không liên quan đến tôi. Người khác phê bình như thế nào cũng không liên quan đến tôi. Nếu quý vị là người thuần thiện, không tạo ác, không nói lời xấu. Người xã hội ngày nay nói quý vị mê tín, quý vị là người lạ, quái vật, bởi vì quý vị không giống với họ, không giống nhau. Mặc kệ họ nói như thế nào, chúng ta đi theo con đường Phật, con đường Bồ Tát của chúng ta. Họ đi theo ba đường ác của họ. Chúng ta không có năng lực giúp đỡ họ quay đầu,
chúng ta cũng không thể bị ảnh hưởng từ họ. Những người quen thuộc này luôn là người có duyên, tương lai bản thân mình thành Phật rồi quay trở lại giúp đỡ họ, không xem là muộn. Bản thân chúng ta không thành tựu, đọa lạc giống như họ, đây thực sự là sai lầm. Đại sư Thanh Lương trong chú giải có nói: chủ tư sự giả, quảng đại nhân tuệ. Hai câu nói này phải khắc cốt ghi tâm. Ngày nay biết bao nhiêu người có lòng tốt, muốn làm chút việc thiện cũng không làm được viên mãn. Nguyên nhân ở đâu? Đều do không có trí tuệ chân thật. Nói cách khác, không tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, không có cơ duyên tiếp nhận giáo dục của bậc thánh hiền xưa. Vấn đề là ở chỗ này. Chúng ta là đệ tử học Phật, bốn chúng đệ tử tại gia xuất gia đều có trách nhiệm. Chẳng những chúng ta phải giảng kinh Phật, còn phải phát tâm vì đại chúng giảng. Ít nhất kinh điển của nhà Nho, kinh điển của nhà Đạo, chúng ta đều có thể thông đạt, có thể lý giải. Đặc biệt hiện nay, đây là xã hội văn hóa đa nguyên. Bất luận ở khu vực nào, cư dân đều có rất nhiều quần tộc khác nhau, rất nhiều tôn giáo khác nhau. Chúng ta chỉ nói kinh điển của mình, người ta cho rằng quý vị chỉ là Phật giáo. Chúng ta không ngại nói thêm nhiều thứ. Nếu như có một đạo tràng như vậy, một tuần có 3 ngày giảng kinh Phật, 2 ngày giảng kinh điển của đạo giáo, 2 ngày giảng kinh điển của nhà Nho. Nho thích đạo có thể kết hợp với nhau. Trên căn bản đều khuyên người đoạn ác hướng thiện, đều giúp người phá mê khai ngộ. Như vậy kết hợp lại giảng, thật sự là một xã hội dạy học văn hóa đa nguyên. Làm như thế, so với việc chỉ đơn độc tuyên giảng kinh Phật, tôi cho rằng dễ dàng khế cơ. Pháp duyên sẽ càng thù thắng. Bởi vì có rất nhiều người không tin Phật, quý vị nói nhà Nho, họ đến nghe. Họ đến nghe lâu, dần dần họ cũng đến nghe kinh Phật. Giống như ở Singapore, rất nhiều người tin đạo giáo, nhưng rất ít người nói kinh điển của đạo giáo. Nếu như có nơi thường xuyên nói kinh của đạo giáo như vậy, tôi tin có rất nhiều tín đồ đạo giáo đều đến nghe. Cho nên không cần phân biệt tôn giáo, phân giáo phái, không cần, đều đỡ họ quay đầu. Chúng ta cũng không thể bị ảnh hưởng từ họ. Những người quen thuộc này luôn là người có duyên, tương lai bản thân mình thành Phật rồi quay trở lại giúp đỡ họ, không xem là muộn. Bản thân chúng ta không thành tựu, đọa lạc giống như họ, đây thực sự là sai lầm.
Đại sư Thanh Lương trong chú giải có nói: chủ tư sự giả, quảng đại nhân tuệ. Hai câu nói này phải khắc cốt ghi tâm. Ngày nay biết bao nhiêu người có lòng tốt, muốn làm chút việc thiện,